Rồi xin tiếp tục chào đón cả nhà, mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip ngày 22 tháng 8. Thì ngày 22 tháng 8 thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng về được một số bật lửa độc và lạ để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Trên màn hình của mình có khoảng 20 cái bật lửa khác nhau có trong video ngày hôm nay. Rất là độc, rất là lạ. Cả nhà mình cùng theo dõi hết đoạn video này của em ha. Xem cho chúng ta hôm nay có những sản phẩm nào nha. Đầu tiên, ở mã số 1 là xin giới thiệu và giao lưu với cả nhà một con bật lửa để vàng của Mỹ, được sản xuất vào những thập niên 1940. Đây là một trong những dòng sản phẩm rất là đẹp ha. Đây là thông số của con này nha. Nó có tên là ARS Lister. Đây là một trong những dòng lì đề vàng rất là sang chảnh của Mỹ ha. Con này tình trạng còn trên 90% nha cả nhà ha, rất là đẹp. Nó có nút bật đây, bật lên là cháy lửa ha. Và ở trong đây là thông số của con này luôn nha. Ở đây còn ở trong ruột cũng còn rất là đẹp ha. Mình ở chỗ này mình bỏ xăng nha, bên góc bên đây là bỏ đá. Ở đây là rất là dày dặn, rất là đẹp. Đây được xem là một trong những sản phẩm dòng bật lửa để bàn nổi tiếng của Mỹ ha. Đó, rất là sang trọng nha. Cái này ở cái bàn làm việc hay phòng khách mình mà để một cái này, khách lại tới nhà bật lên mồi thuốc rất là đẹp ha, vừa trưng bày vừa sưu tầm luôn nha. Rất là nhạy lửa. Rồi con này mã số 1 đầu tiên, con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 nha, cho một con bật lửa dòng bật lửa ARS của Mỹ được sản xuất vào thập niên 1940 nha. Rồi tiếp theo là một con rất là độc lạ, con là cũng cùng cái thương hiệu là ARS luôn. Con này nó có 3 chân, được làm bằng đồng đỏ ha, được xem là một trong những dòng rất là đặc độc lạ nha. Đây về thông số của con này cả nhà mình cùng xem luôn ha. Thông số con này thì nó cũng là thương hiệu ARS luôn nha cả nhà. Đây là con này nha, rất là đẹp ha. Rồi con này cũng được sản xuất vào những thập niên 1940 luôn. Đây cái tay cầm nó mình có thể dặn ra được luôn nè. Đó dặn vào ha, và nó cũng được thiết kế rất là đẹp, nó có 3 cái chân nữa, được xem là một trong những dòng bật lửa để bàn rất là nổi tiếng nha, rất là độc lạ ha. Đây nó có chữ ARS ha, Made in USA nha. Chất liệu đồng đỏ rất là đáng đi sưu tầm ha. Con này thì cơ chế hoạt động nó cũng còi tự động nha, mình nhấn nút thì nó nhảy thôi, sử dụng xăng đá. Cái này là em chưa bỏ xăng vào nha cả nhà ha, tại vì các dòng bật lửa thì em chỉ thử tiêm xăng để cho nó nhạy cho cả nhà xem thôi, còn về mình sử dụng thì mình mới bỏ xăng vào nha. Con này rất là nhạy ha, bỏ xăng vào mới được. Mấy dòng bật lửa để bàn này còn những con như thế này còn ít gặp trên thị trường nha cả nhà ha. Rồi đây là con số 2 nha. Con số 2 cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 nha. 600.000 cho con số 2 nha. Bật lửa để bàn ARS của Mỹ năm 1940 ha, độc lạ. Rồi tiếp theo dòng một hôm nay là em cũng còn được một con bật lửa Z để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà ha. Đây là con Z khò nha, được sản xuất năm 1943. Bật lửa Better Z Litter ha, hay còn gọi là bật lửa khò nha. Con này được rất là độc lạ nha. Khi mình nó có hai chế độ đó, mình nghiêng lửa gì nó sẽ bắn lửa ra. Mục đích của bắn lửa này á, là để ngày xưa người ta có thể dùng để mồi tẩu ha. Đó, bắn lửa rất là dài cả nhà nha. Con này được xem là một trong những dòng bật lửa rất là đẹp của Mỹ ha. Năm 1943, cách này cũng gần 79 năm nha. Vì sao nó khè thì cả nhà cùng xem ha. Trong này nó có một cái ống đồng nè, khi mình bỏ xăng vào đây, xăng nó dẫn theo cái ống đồng này, nó dẫn lên trên. Khi mà mình quẹt đây, nó dẫn lên trên cái ống đồng trên đây, khi mà mình quẹt mình nghiêng xong thì lửa nó sẽ khè ra. Mình quẹt xong một lần thì một hồi nữa thì xăng nó mới bơm lên tiếp tục, đó nó khè rất là dài cả nhà nè, rất là dài nha. Để một số người ngày xưa người ta dùng để đốt tẩu ha. Con này rất là đáng để xem, cốt đồng hết ha. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 nha, cho con bật lửa khè của Mỹ. Rồi tiếp theo dòng của Mỹ nữa thì có một con gọi là con bật lửa của dòng Evan của Mỹ, được sản xuất vào những thập niên 1950 nha. Ở ngoài được làm bằng đồng đỏ, đây là bộ máy trong luôn ha, bộ máy trong nó có chữ Evan. Thông số của cái con này thì cả nhà cũng có thể lên Google mình tra được nha. Rõ Evan Litter ha, thì nó sẽ ra tất cả dòng này nha. Đây là dòng để bàn của Mỹ, nó có hình ảnh giống như một cái đuôi con cá heo, cũng rất là độc lạ nha, rất là nhạy lửa. Đặc biệt của dòng
Eva này á, là cái cần bật nó giống như hình ảnh giống như một con cá heo ha, rất là đáng đi sưu tầm. Búa đập rất là nhạy lửa, rất là đáng sưu tầm ha. Rồi con này có giá giao lưu cả nhà 1.600.000 nha. Rồi đây là con thứ tư, và tiếp theo là con thứ năm, là hôm nay còn được một con của Đức. Đây là một, được xem như là một trong những cổ máy của Đức nha, được sản xuất vào những thập niên 1950 Tây Đức. Đây ở trên này là có thông số đầy đủ của con này ha. Con này nó cũng hơi cũ theo thời gian nha cả nhà ha. Nó hoạt động giống như là một cổ máy thời gian nha. Con số 5 này mình giật lên ha. Cơ chế hoạt động đó là mình giật nắp thì nó sẽ cháy thôi. Đem thử xăng cả nhà cùng xem ha. Đây như vậy, cái mình giật nhẹ nắp lên nó sẽ cháy ha. Mình đóng nắp xuống nó tắt. Giật nhẹ lên, mình giật lên thì cháy thôi. Đó. Rất là độc lạ nha. Nắp giật, mình giật nhẹ cái nắp, mình kéo nắp lên thì nó sẽ cháy ha. Mình đóng nắp, mình đè cái này xuống thì tự động nó tắt. Ở dưới này có hai chỗ, một chỗ là mình bỏ xăng, một chỗ bỏ đá nha. Con này con số 5 trong mảng này hôm nay. Con số 5 này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.500.000 nha, cho một con của Đức. Con này được sản xuất vào thập niên 1950. Rồi tiếp theo con số 6 ngày hôm nay là con của Nhật. Con này nhỏ xinh xinh nha, được xem là một trong những hồng mật lửa nhỏ nhất ha. Nó có của Nhật nha, được làm bằng đồng nguyên khối. Đây nó có chữ gia văn dưới cả nhà nha. Con này là chắc cũng khó kiếm con nào mà nhỏ hơn con này nữa ha. Độc lạ. Cái này vừa bỏ túi. Ngày xưa thì nó có cái bên đây để mình có thể gắn vô cái sâu chìa khóa mình ha, móc theo. Đó. Bật lên ha, một nữa mình về cả nhà mình về mình bỏ xăng vào nha. Cái này là em chưa có bỏ xăng vào ha. Rồi, con này đồng khối nha. Rất là đáng để sưu tầm ha. Nhỏ xíu, nhỏ xinh xinh. Chắc cũng khó kiếm con nào nhỏ hơn con này nữa. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là của Nhật nha. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 400.000 nha. Của Nhật, con nhỏ xinh xinh rất là độc lạ luôn. Rồi, tiếp theo con số 7 là một con để bàn. Con để bàn Diana, Ronson Diana của Mỹ, được sản xuất vào năm 50 nha. Con này cốt đồng nha, cầm rất là nặng tay và được xem là một những dòng để bàn rất là đáng để sưu tầm của Mỹ ha. Con này thì cơ chế hoạt động là búa đập. Bật cái búa lên, để xuống. Ở ngoài được bọc một lớp bạc rất là dày, cốt ở trong là bằng đồng ha. Diana, cả nhà mình cứ lên Google gõ, mình gõ chữ là Ronson Diana, nó sẽ ra thông số con này nha. Rồi con này rất là nặng tay ha. Con này có giá giao lưu với cả nhà 1.000.000 đồng nha, cho một con vật lửa để bàn của nhà của Mỹ ha. Và tiếp theo dòng của Mỹ thì không thể nào bỏ qua được con này nha. Con này được sản xuất vào năm 1959. Con này nó có tên gọi là Ronson Queen. Cái này là có hai con ốc, ở dưới là một con này là con số 8 nha, mã số 8 ha. Có hai con ốc, một con ốc lớn là bỏ xăng, con ốc nhỏ là bỏ đá ha. Con này rất là to, rất là nặng. Cũng là cốt đồng bọc bạc luôn. Ở ngoài được bọc một lớp bạc rất là dày. Cả nhà mình về mình cầm lên cái mấy con này mới cảm giác thấy là nó nặng tay nha, rất là nặng. Ở dưới này nó còn lại cái lớp mà để mình để lên bàn không bị chày nha. Lớp gòn để mình để lên trên bàn không có chày. Ronson ha. Ronson là một trong những dòng mật lửa nổi tiếng nhất của Mỹ ngày xưa ha. Rồi, con này có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 nha. 200.000. Rồi tiếp theo dòng Ronson là con số 9 của ngày hôm nay, thì cũng còn được một con là Ronson Round của Mỹ nha, được sản xuất năm 1936. Dòng này rất là đẹp. Đó, nó giống như là một cây đèn thần. Rất là nặng tay, cũng là cốt đồng bọc bạc luôn. Rất là dày dặn, rất là nặng. Các nhà cùng xem ha, để em bỏ xăng vào. Để bỏ xăng vào để thử cho cả nhà mình cùng xem nha. Thường ngày là em không có bỏ xăng ha. Tại thường trong lúc vận chuyển á, là người ta sẽ không có cho mình bỏ xăng vào nha. Con này có giá giao lưu với cả nhà 1.200.000 ha, cho con Ronson Round nha, của Mỹ. Cốt đồng bọc nguyên một cục bạc nha. Rồi tiếp theo con số 10 của ngày hôm nay là còn được 3 hộp thuốc. 3 hộp bật lửa kim hộp thuốc của Mỹ, được sản xuất vào năm 1950. Con này có hai công dụng, là một là mình để thuốc, hai là mình dùng để làm bật lửa luôn. Tại vì ngày xưa thì đa số là ngày xưa là thuốc không có đầu lọc như bây giờ của mình ha, nên là rất là ngắn, mình có thể bỏ vừa cái trong cái hộp này. Còn sau này á là thuốc dài rồi, nên là bỏ cái hộp này mình chỉ để xéo gì mới được nha, mình để xéo đi thuốc.
Cái này là của hãng Ronson nha, được sản xuất vào năm 50. Trên đây đều có là còn đủ thông số kỹ thuật, tên gọi của con này hết nha. Con này thứ nhất là mình bỏ thuốc vô đây, cái mình đẩy này lại là nó sẽ kìm cái thuốc lại nè, bỏ được hai bên đó. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ để xéo được một bên thôi. Còn ở đây nó có một cái nút, nút này là gọi là nút mình để bỏ đá nha. Còn bỏ xăng là nút ở trên đây. Rất là nhạy lửa. Hôm nay là em có được 3 hộp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mỗi một hộp có giá giao lưu với cả nhà 1 triệu đồng nha. Bật lửa kim hộp thuốc tất cả đều bằng đồng hết nha cả nhà mình ha. Đồng nha, cái này là lớp trắng hay lớp mạc chrome á. Đó, vừa bật lửa vừa bật lửa mà vừa là gọi là đựng thuốc luôn ha. Sau này giờ mấy anh mà không xài thuốc kia nữa, xài thuốc vắng á, bỏ vô đây rất là ok luôn á ha. Đó. Đem bỏ vô trong bóp hoặc ba lô hoặc bị rất là sang trọng nha. Hôm nay là em còn 3 hộp, một hộp giao lưu với cả nhà 1 triệu đồng một hộp nha. Của Mỹ ha, được sản xuất vào năm 50. Rồi, đây là số 10. Tiếp theo, số 10 10 11 của ngày hôm nay là còn được một con bật lửa của con Zippo ha, được sản xuất năm 1996 nha. Cốt đồng. Được sản xuất năm 1996, con này gọi là của hãng thuốc lá Doren ha. Nó khác của con của hãng Doren nha. Ở đây là 12 la mã. Năm 96 này cả nhà ha. Vỏ gục trùng luôn nha. Con này có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 cho con 96. Rồi, 13. 13 là còn được một con năm 71. Con này có đính emblem lên đây ha. Con này là năm 71. Rồi ở dưới này nó có này ha, hai gạch một bên và một gạch một bên ha. Con năm 71 nha. Con này con cổ năm 71. Con này có giá giao lưu với cả nhà 1.500.000 ha. 1.500.000 cho con 71 này nha. Rất là đáng để sưu tầm ngày hôm nay nha. Con 1971 Zippo ha. Vỏ gục trùng luôn nha cả nhà ha. Chuẩn đời nha. Bao cả nhà mình chuẩn xưa luôn ha. 571 triệu rưỡi. Rồi đây là mã số 12. Rồi 13. 13 là một con của áo. Con này vỏ thép của áo nha. Rất là độc lạ. 13. Con của áo. Con của áo này thì vỏ thép. Con này có giá giao lưu với cả nhà 600.000 nha. Rồi. Rồi con 13 của áo 600.000. Tiếp theo một con bật lửa của Nhật mà sử dụng ga. Con này cũng được sản xuất vào 60 ha. Con này mã số 14. Bây giờ mình chỉnh ga lại. Con này có giá giao lưu cả nhà mình 500.000 nha. 500.000 cho một con của Nhật sử dụng ga ha. Rồi 15. 15 là một con Campbell của Nhật. Con bật lửa cò mổ của Nhật Campbell ha. Hiệu Campbell. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình con số 15 này ha. Ủa con này là không, con này là đúng rồi, 15. Con này mã số 15. Có giá giao lưu với cả nhà 400.000 nha cho con bật lửa cò mổ búa đập của Nhật, hiệu nó có đóng của Campbell. Rồi. Tiếp theo. 15 rồi, giờ 10. 16. 16 là một con gọi là một con bật lửa để bàn rất là nổi tiếng của hãng Zippo nha. Con này gọi là táp số 3. Rồi. Đó. Con này táp số 3 ha. Con này là mã số 16 của ngày hôm nay. 16 là một con Zippo táp gọi là tủ lạnh ha. Của hãng Zippo nha. Con này rất là hiếm gặp trên thị trường ha. Con dòng bật lửa Zippo mà để bàn thì ít có gặp. Con này rất là dày dặn, rất là nặng. Rồi, con này gọi là táp số 3. Tủ lạnh số 3. Con này có giá giao lưu cả nhà 3.500.000 ha. Rồi, tiếp theo còn một con táp nữa. Không, con này là con táp số 4 nha cả nhà nha. Xin lỗi cả nhà ha. Con này con táp số 4 nha, chứ không phải là con táp số 3. Con táp số 3 là con sao? Con táp số 4 có giá giao lưu cả nhà 3.500.000 ha. Rất là ít gặp trên thị trường nha, hay còn gọi là Zippo tủ lạnh đó, để rất là sang trọng. Giống như một cái tủ lạnh ha, rất là hiếm gặp trên thị trường nha. Rồi, tiếp theo một con táp số 3 là mã số 17. Mã số 17 là một con táp số 3. Con này thì thôi khỏi chê nha. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 5.900.000 ha. Ít có gặp trên thị trường luôn nha. Cốt nguyên một cục bằng đồng nha. Ở trong cái guộc đó, con táp số 3 là sẽ guộc, cái guộc nó bự hơn là con táp số 4 nha. Con này con tủ lạnh, đó trong là đồng nguyên khối hết nha cả nhà ha. Cả nhà mình kiếm ít có gặp trên thị trường những con táp số 3 như vậy nha.
Con táo số 3 này có giá giao lưu cả nhà là 5.900.000 nha. Đây là một trong những dòng của hãng Zippo, thì chỉ sản xuất ra một số cây để bàn thôi nha. Con này rất là ít gặp, con táo số 3. Rồi, tiếp theo là còn hôm nay là mã số cuối cùng của ngày hôm nay, là còn được một cặp bật lửa của Đức, cặp bật lửa để bàn của Đức. Nói cho này nó có thành phố Munchen của Đức nha. Một cặp bật lửa để bàn của Đức này cũng rất là đẹp ha. Một con đỏ, một con xám. Cái này thì mình về mình bờ cơ chế nó là nó bật lên vậy. Là đây là cái tim. Còn đây là mình quẹt ha. Quẹt cái đây là cái bánh xe nha. Một cặp này thì giá để cho cả nhà mình sưu tầm trưng bày ha. Một cặp của Đức, cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu đồng nha. 3 triệu cho cặp của Đức ha. Bật lửa để bàn nha. Cũng sử dụng xăng đá luôn nha. Rồi, đây cũng là mã số cuối cùng về bật lửa của ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua nha. Xem được video đừng quên cho em xin một like hoặc được đăng ký kênh nha nha ha. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều nha. Hẹn gặp lại vào clip sau những sản phẩm độc và lạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.